September we met, I could tell by a smile. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Nấu ăn đơn giản của kênh Trung Hậu Chia Sẻ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món thịt giả quay chiên bằng nồi chiên không dầu. Hiện tại thì ở nhà mình đang sử dụng nồi chiên không dầu có dung tích 12 lít. Thông thường thì các bạn có thể dùng nồi chiên không dầu nhỏ cũng được. Tại vì mình hay chiên những cái con gà, con vịt này kia đó, nên mình sử dụng nồi lớn, chứ các bạn chiên nồi nhỏ vẫn được nha. Nguyên liệu gồm chuyên mục của mình thì mình cách dạy, cách nấu ăn, hướng dẫn các bạn nấu ăn đơn giản thôi, chứ không có rườm rà như là một số kênh khác nấu ăn chuyên nghiệp. Mình là nấu ăn mà mình theo cảm nhận cá nhân của mình đánh giá là ăn được và ngon. Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng 450g thịt heo, thịt ba gọi. Hiện giờ mình mua ở chợ là khoảng 160.000 kg đó, mình ở dưới Kiên Giang đó các bạn. Bữa nay là ngày 7 tháng 5 là không biết dùng các bạn có mắc không. Bây giờ nhiêu đây là hai người ăn thì thoải mái, ba người ăn thì hơi ít nè. Rồi, nguyên liệu gia vị gồm có ngũ vị hương, cái này là quan trọng, cái này để dùng để tạo nguyên liệu thơm và giả quay cho thịt giả quay. Thứ hai đó là tiêu, và hai gia vị không thể thiếu được đó chính là nước mắm và hạt nêm. Nước mắm khi đối với những thức ăn mà làm từ thịt, giống như thịt cá, thịt bò, thịt heo, thì các bạn chỉ cần một ít nước mắm thôi rồi mùi thức ăn nó sẽ dậy lên một mùi rất là kích thích. Rồi sau đây chúng ta sẽ, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau rửa thịt nha. Sau khi đã rửa thịt xong thì cái bước quan trọng là có những bạn bỏ qua, có những bạn nói không cần thiết, nhưng mà mình nghĩ nếu mà muốn miếng lớp da nó chín đều, nó giòn và nó ngon và nó mềm, vừa mềm bên trong mềm và ở ngoài giòn, thì các bạn phải làm cái bước này, đó chính là các bạn phải đem đi luộc. Mình sẽ cắt miếng da ra để luộc cho nó ngon ha. Các bạn muốn miếng thịt của mình cỡ nào thì các bạn cắt cỡ đó là vừa ăn, tại vì bước này cũng không có quy về chuẩn nào đâu các bạn. Các bạn thích cỡ nào thì cắt cỡ đó thôi. Rồi sau đó mình bỏ vào nồi và mình luộc. Khi luộc các bạn nên đậy nắp lại để cho miếng thịt nó mềm, nó mau chín và nó mềm nữa. Các bạn luộc khoảng 5 phút cho đến 10 phút. Nếu mà các bạn muốn nó mềm nhiều thì các bạn luộc 10 phút, còn không thì 5 phút cũng được. Nhưng mà mình nên khuyên các bạn là nên luộc cho chín hẳn, chứ nên luộc cho nó, chứ không nên để cho nó tái tái thì không có, nó không có được mềm và độ giòn đâu. Khi luộc các bạn nên để cái phần bì nó nằm ở dưới, để cho cái miếng da, miếng bì nó được mềm hơn ha. Các bạn để cho thịt, cố gắng để cho thịt phía trên và bì ở dưới. Còn nếu mà nồi các bạn nhỏ quá như nồi của mình để sao cũng được. Sau khi bạn thấy luộc chín rồi á, khoảng từ 5 đến 10 phút thì các bạn vớt ra để cho nó nguội hoặc là để cho nó ráo ha. Cái nước luộc này các bạn có thể tận dụng để nấu canh ha, nước đó rất là ngon, hoặc là nấu mì ăn. Rồi sau khi luộc thì chúng ta để qua một bên, chúng ta tiếp tục làm cái nước, để nước sốt để ướp thịt. Mình nói lại gồm có nước mắm, hạt nêm,
Hồi nãy mình nói thiếu muối, muối này mặc dù nó cũng mặn như nước mắm nhưng mà cái độ cái vị mặn của nó khác nước mắm ta. Cái vị mặn của nó làm cho cái miếng thịt của các bạn nó có vị đậm đà đặc trưng của riêng muối thôi chứ không có gì mà thay thế được hết, mặc dù nó chỉ là muối thôi nhưng mà các bạn phải bỏ vào một ít muối nó mới ngon ha. Tiêu và ngũ vị hương. Đối với lượng thịt khoảng 450 g thì các bạn để khoảng 2 phần 3 muỗng canh ha. Để nhiều quá nó sẽ mặn. Tùy theo độ mặn của mỗi người thôi mà cái hàm lượng nêm nếm nó sẽ khác nhau. Nửa muỗng cà phê thôi, mình không thích ăn mặn lắm. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Ngũ vị hương. Các bạn đừng có để nhiều nha, để nửa gói thôi, nó đậm đà lắm đó. Và sau đó là tiêu. Nếu mà cho bé ăn thì các bạn không nên bỏ tiêu ha, tiêu nó có cái độ hăng hăng, bé nhỏ khó ăn. Nhưng mà người lớn thì ăn tiêu cho nó ngon. Và cuối cùng đó chính là một ít muối. Một ít thôi nha các bạn, tại vì có nước mắm mà muối nữa là mặn lắm. Nhưng mà hoặc là muối là các bạn để rắc lên sao cũng được. Rồi bắt đầu cái hỗn hợp này mình quậy. Quậy lên nha. Là đánh cho nó đều lên. Rồi, các bạn ướp thịt. Nước mà mình đổ vô là nước mưa đó các bạn, để mình tận dụng được hết cái nước có lại còn lại trong này. Các bạn đảo, cố gắng bạn đảo cho nó đều lên hết. Nếu có bé nhỏ thì các bạn không nên để tiêu ha. Rồi, các bạn rắc một ít muối. Ít thôi nha các bạn. Khoảng 1 phần 2, 1 phần 3 muỗng cà phê thôi nha. Nhiều quá, mặn lắm đó. Còn có những bạn á, nấu ăn cầu kỳ hơn á, thì các bạn có thể lấy dùng nĩa để xăm những cái miếng bì này nè, miếng da nè. Các bạn dùng nĩa, các bạn xăm lỗ nhỏ 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 nhỏ. Hoặc có những bạn lấy dao cắt ngang, cắt dọc. Nhưng mà mình chuyên mục chủ đề là nấu ăn đơn giản thôi, mình đặt nặng là cái mùi vị thôi. Và cái cách làm đó rất là cầu kỳ ha, mình hướng dẫn các bạn làm sao mà cho nó đơn giản, nhanh gọn và nó ngon. Rồi, sau khi các bạn ướp như vậy thì các bạn để vào tủ lạnh. Nếu được thì các bạn nên để khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng, còn không thì để 15 30 phút cũng được. Mình bỏ vào tủ lạnh. Sau khi để vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng, cụ thể ở đây mình để khoảng 30 phút thôi các bạn, mình là nấu ăn đơn giản cho nên mình không cần để lâu đâu. Rồi để khoảng 1 tiếng thì nó sẽ ngon hơn một chút. Rồi các bạn xách lên. Nếu được á, thì các bạn nên sấy khô ha, thì miếng xịt nó sẽ tốt hơn, nhưng mà mình cũng khỏi cần sấy. Cái này là nồi chiên không dầu mà để vô trong là nó dắt nước ra sạch bon nha các bạn. Nếu mà các bạn thích ăn
đồ chiên á, thì các bạn nên mua một cái nồi chiên không dầu cũng không mắc lắm đâu. Nồi này là mình mua, vợ mình đặt mua ở trên mạng á, khoảng 2 triệu, còn nồi nhỏ hơn thì có 1 triệu mấy thôi. Mấy nồi này xài được rồi, còn nếu mà các bạn có điều kiện thì mua những nồi 4-5 triệu sẽ cao cấp hơn xài ha. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn set thời gian, chỉnh thời gian. Cái này các bạn nấu 2 lần. Lần đầu tiên thì ở 180 độ, cái này là 180 độ nữa các bạn, mà nó bị mất nét á, 180 độ, và set nhiệt ở nhiệt độ là 15 phút. Rồi các bạn cho nó chạy. Rồi, sau đó mình sẽ đợi 15 phút. Thì trong 15 phút này các bạn nên phân nửa thời gian thì các bạn nên lật ra và đảo mặt của miếng thịt để cho thịt nó nướng đều và nó chín đều. Sau khi được nửa giờ thì mình lấy ra mình đảo bày một lần ha các bạn. Rồi mình đóng lại, nó là tiếp tục chạy. Sau khi đã xong 15 phút đầu thì mình lấy ra mình xem coi cái miếng thịt nó như thế nào. Các bạn thấy không? Đây à, 180 phút nó sẽ chín được bên trong. Rồi sau đó các bạn, rồi các bạn để vào, các bạn chỉnh thêm ở một nhiệt độ nữa. Tùy theo cái miếng thịt các bạn mềm hay là dai và lớn hay là nhỏ mà các bạn xét nhiệt độ khác nhau. Cái hồi nãy là mình nói khúc sau thì mình chỉnh ở nhiệt độ 200 độ 10 phút. Đối với miếng thịt lần trước thì mình lớn thì mình nướng 10 phút, còn miếng này nó nhỏ mình có cảm giác nó gần chín rồi, cho nên mình nướng 200 độ nhưng mà khoảng 7 phút, 6 7 phút thôi. Tại vì mình nướng nhiều quá nó sẽ bị khô quá các bạn. Rồi mình chỉnh nhiệt độ lại 200 độ, rồi tiếp tục chỉnh thời gian. Sáu phút thôi, một bề 3 phút. Rồi bắt đầu. Sau 3 phút mình sẽ đảo bề một lần nữa. Nồi chiên không dầu tốt lắm các bạn. Các bạn thấy mở nó ra rồi thấy không? À, nếu mà các bạn chiên mà kiểu kia là nó sẽ hấp thu vô trong miếng thịt hết luôn á. Nó sẽ ăn rồi nó sẽ không có tốt cho tim mạch. Nồi chiên không dầu thấy vậy chứ tốt cho sức khỏe lắm. Nè các bạn thấy nó à. Rồi 3 phút nữa. Nè, nóng quá. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy miếng thịt nha. Nè các bạn, nè da nó nổ quá nè các bạn. Nếu mà các bạn xăm lấy nĩa, các bạn nĩa vào miếng da heo nè, nó sẽ nổ ra như là heo quay vậy đó các bạn. Còn cái này là mình nấu ăn đơn giản thôi chứ mình không có nấu ăn cầu kỳ. À, ra đây nhìn cho nó rõ. Thơm lắm các bạn. Như vậy là cái bà bán heo quay ở ngoài chợ mất mối của mình rồi. Như vậy là mình đã kết thúc
xong món thịt heo giả quay nấu bằng nồi chiên không dầu. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh. Kênh sẽ có những chia sẻ thú vị đến với các bạn. Hôm mình sẽ gặp lại các bạn trong video hướng dẫn nấu ăn khác, hoặc nấu ăn, hoặc video chia sẻ về một điều gì thú vị khác. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Xắt ghế ăn thôi.